Được cắm kiểu này nướng nhanh nhỉ. Chào các bác nhá. Bên này là chuyên sản xuất thịt nướng à? Thôi làm một cái thủ tục rửa chân cái á. Đấy, đang nóng hổi. Ra nhà bếp thì phải thử một miếng. Xem mà đầu bếp ở đây làm ác không? Đây là thịt lợn ở trên bản nhá các bạn nhá. Nóng này ngon thật đấy nhá. Đấy. Uống một chén rượu, ăn một miếng thịt. Rồi. Này say đấy. Chẳng mấy chốc lại say đấy. Dạ. Con này được hơn tạ. Cái này hai con. Hai con à? Con lấy cái thịt mới vừa ăn mà con thịt mới hút hết rồi. Cá hết rồi. Thế là hôm nay hôm qua là mổ hai con bò. Vâng, hai con bò, hai con lợn. Hai con lợn. 100 con gà. 100 con gà cơ. Ấy dạ. Bao nhiêu rượu chú? Rượu à? Không biết đếm. Rượu không tính nhỉ. Rượu thì không biết đếm rồi. Rượu thì là suối rồi. Nước sông Đà rồi. Đây. Đây à. Tí nướng. Còn than nghiến đấy nha nhỉ. Vâng. Chai rừng à. Gỗ chai nướng thịt ngon quá thì nữa nhỉ. Chai rừng. Chai rừng. Đấy. Dạ. Cái cắm kiểu này nướng nhanh nhỉ. Có xin nào xin chưa? Đây. Đây là khu thịt nướng các bạn. Bây giờ mình sang xem khu thắng cố. Hôm nay làm sốt vang thôi gì? Không làm thắng cố đâu gì? Cái này là nước dùng à? Cái gia vị ấy đúng không? Nướng cho nó thơm. Đây à? Sốt vang đây à? Ấy da. Cái này không cần luộc đâu nhỉ? Ăn mới thả tưởng là luộc trước xong là vớt ra. Nó không ngon nhỉ. Cái này bò non nên là cho tươi này nó mới ngon nhỉ. Một mình đảm nhiệm món này à? Hai hai nồi bên kia là món gì đấy? Canh xương. Canh xương à? Khoai tây. Đây à. Xem món canh xương này. Xương bò hay xương lợn này? Cái này xương lợn nhá. Khoai tây. Khoai tây, cà rốt. Đi lên trên. Trên này còn một khu chế biến nữa đấy các bạn ạ. Trên này là khu chế biến gà. Với lại những cái món ăn đã chín các bạn nhá. Món bò xào gừng. Đây là làm xào xào gừng ấy đấy đúng không anh? Xào cần à? Hay là gà, có cả gà đen nữa nhỉ? Gà nhà đấy nhỉ? Gà nhà nuôi được à? Chị. Hai vợ chồng đấy. Một mình thôi. Cái này là nước à? Nước uống à? Đang luộc măng ấy. Luộc măng á? Vâng. Món măng cuốn hay là măng cuốn à? Là măng cuốn à? Ôi giời. Mới đang. Ui giời, một nồi. Một nồi đầy đủ 100 mâm không? Hay là hai nồi? Một nồi thôi mà anh. Một nồi thôi à? Để hai nồi này to thoải mà. Ấy giời. Quả dứt rồi. Nhiều rượu đây nhỉ? Tất cả bao nhiêu can này? 1, 2, 3, 4, 5. Hơn 10 can. Thế mà vượt tục bỏ phong bì là phải được một chén rượu à? Đúng rồi. Đến lúc đấy xuống nhận, lúc đấy xuống bếp được một cái rồi. Lại lên đây lại được một cái nữa. Rồi, chú xin nhá.
À, ui, hai cái rồi đấy. Rồi. Cảm ơn nhé. Đấy, ở đây mỗi một người đến mừng là được một chén rượu nha các bạn nha. Đây.
Đấy. Nắm nước không? Đào đi, cứ đào đi. Đào rau ấy. Một tí nữa, một tí nữa đi. Rau một tí nữa. Tí nữa. Đâu vào tháng này đấy. Rồi, rồi, rồi. Ok, rồi, ngon rồi đấy. Nào, giờ cho nó vừa tái là rồi nhá. Đĩa đi. Ok nhé. Mày nó điểm nó chỗ thằng chơi kia gì cả chơi đây là thanh chơi 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 nào nó chỗ đây là đẹp đường đây. Có dắt tiêu lên không tiêu rồi tiêu rồi cái này bê được nhiều nhỉ lúc được chục đĩa không tám đĩa tám đĩa rồi nhiều tí gãy gãy nong đấy đến thiên luôn rồi. Được tí nào? Không? Chưa làm đâu. Thưởng trước nha. Cháu nha. Cảm ơn nha. À, làm tí cho nó tưng bừng đấy. Yeah. Mời anh em uống rượu cỗ cưới vùng cao cùng với trường lý nhá. Đấy. Đấy. Cái này cẩn thận nhá, nước canh nhá. Không, em thì rồi. Mém mém phải là em ăn quen rồi. Ông Thành. Cái món này là em ăn quen rồi. Mém mém ăn với lại thịt mỡ. Thế nên là ngon này. Lại xuất nhưng vàng. Mà thịt Lào với Campuchia thì lấy hết bây giờ. Đấy. Em thôi nha anh ơi. Hả? Em thôi nha. Rồi chúc mừng hai em nhá. Cảm ơn các bác. Con gái cháu đó. Rồi con cả đấy. Cái gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Xính, xính, xính. À lành, lành với Sinh. Rồi. Đấy, chúc mừng hạnh phúc hai đứa nhá. Không nhớ chú rồi nhỉ? Chú Minh. Rồi. Nào. Em dâu ấy. Đi nào chú vào suốt. Đấy. Cháu đi học. Cháu học à?
Đấy. Rượu với cô dâu chú rể nhé các bạn nhé. Không gọi là chuyện đám cưới, không biết là đám cưới giờ. Nhưng mà cũng vào nhiều đấy, nhưng mà cũng đấy, không phải này. Cái này mới là cái. Ở đây là nâng ly lên là phải uống hết nha các bạn nhé. Đây này, vui vào đấy, anh ạ. Cái này là cái này rồi. Phải đến 10 đồng không? Chúc mừng hai em nhá. Hơn chục đồng chứ nhỉ? Rồi. Rồi, chúc mừng em. Hà chú lại vào lại. Đồng đấy.